đội tuyển Pháp cần được xây dựng lại. Điều an ủi tôi là mọi người từng nhắc đến sự tệ hại của đội tuyển Nam Pháp. Sau thời gian rất dài, mọi thứ thay đổi và họ có được thành công. Chúng tôi cũng muốn làm được điều tương tự với đội tuyển nữ Pháp. Tôi mong điều này sẽ đến thật nhanh, huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Pháp ông Herb Rena cho biết. Đội tuyển nữ Pháp chưa bao giờ vượt qua vòng tứ kết World Cup. Tuy nhiên, người hâm mộ nước này đang kỳ vọng vào ông Rena được chọn để thay thế cho người tiền nhiệm Corinne Dyer có thể thay đổi mọi thứ. Bà Dyer bị sa thải sau khi hàng loạt trụ cột của đội tuyển nữ Pháp từ chối ra sân vì mâu thuẫn với huấn luyện viên trưởng. Ông Herb Rena là cái tên quen thuộc với người hâm mộ Việt Nam. Ông Rena quyết định đến Việt Nam làm việc vào năm 2003 cho câu lạc bộ Nam Định. Herb Rena từng không thể trụ lại được ở một câu lạc bộ V-League. Tuy nhiên, nhiều năm sau khi chia tay bóng đá Việt Nam, ông Rena vô địch cúp bóng đá châu Phi hai lần với hai đội tuyển khác nhau trước khi dẫn dắt tuyển Ả Rập Xê Út đánh bại Argentina của Lionel Messi ở đấu trường World Cup. Ông Rena mới nhận công việc ở đội tuyển nữ Pháp vào tháng 3 năm 2023. Tuy nhiên, nhiệm vụ làm nên lịch sử cùng quê hương tại World Cup nữ 2023 không hề đơn giản. Đội tuyển nữ Pháp vắng hai tiền đạo Marie Antoinette Catoto và Delphine Cascarino vì chấn thương. Chiến lược gia này cho biết thiếu Catoto và Delphine là mất mát to lớn với đội tuyển nữ Pháp. Delphine có một mùa giải tuyệt vời và đóng vai trò quan trọng trong tập thể. Chúng tôi phải cố gắng để xây dựng sự đoàn kết và dựa trên sức mạnh tập thể. Tôi cũng cần tìm ra những cái tên thay thế cho họ. Đội tuyển nữ Pháp nằm ở bảng F cùng Jamaica, Brazil và Panama. Đối thủ lớn nhất của Lemieux là Brazil ứng viên vô địch của giải. Trước mắt, ông Rena cần phải cẩn trọng và chắc chắn giành được tấm vé vượt qua vòng bảng trước khi nghĩ về những mục tiêu xa hơn.